Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại công ty Goldmark. Đây, công ty Goldmark. Máy kéo công nghiệp châu Âu, Z toa, máy cuốn rôm, máy cuộn rôm, dàn xới đồ đầy đủ hết các bạn. Dàn xới, dàn phát, có dàn đủ các loại, máy cày cũng rất là nhiều loại luôn. Thì địa chỉ ở đây là số 19, 119 xa lộ Hà Nội, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Hồi xưa ở đây là thuộc về Đồng Nai nè, nhưng mà sau này thì nó lại giao lại cho Bình Dương. Đó. Rồi tí hồi mình sẽ quay và báo giá, có một số máy cày sẽ có cái giá khuyến mãi ha. Hoặc là xe trưng bày sẽ được bán xả tại đây. Rất là nhiều xe các bạn nha. Xe này lên cầu để chuẩn bị giao. Rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ em đầu tiên em giới thiệu cho anh chiếc Zeta Z-Toa coi như là toàn cầu này đi. À, Zeta toàn cầu đúng rồi. Zeta thế giới, toàn cầu. Zeta thế giới, dòng này dòng xuất khẩu đi toàn cầu luôn băng kìa. Cái này là cái Zeta này là thương hiệu của Cộng hòa Séc. À. Dạ, sản xuất thương hiệu của Cộng hòa Séc và cái model này thì nó sản xuất ở Ấn Độ. Ấn Độ. Dạ, như chiếc này là 2190 là 90 mã lực. 90 mã lực. Dạ, 90 nó có loại này thì nó có 50, 60, 75, 90. À. Đó. Nó cũng hao hao giống nhau cả, nhưng mà tuy máy nhỏ thì nó model nhỏ hơn. Model giống nhau. Dạ, model này giống nhau. Nhưng mà nó chỉ có to nhỏ, cái này thì động cơ nó mấy máy? 4 máy anh ạ. 4 máy. 4 máy khó turbo. Khó turbo. Dạ, hay là mình tới quay cái máy kia cho nó. Chiếc này thì giá nó nằm tầm khoảng bao nhiêu tiền? Chiếc này giá 609 triệu ấy. 609 triệu có chính sách bảo hành đồ đầy đủ không? Dạ đúng rồi anh ạ. Bảo hành 1 năm hoặc 1200 giờ tùy điều kiện nào đến trước. À. Như vậy thì công ty Goldmark của mình có giao đi toàn quốc không? Dạ có giao toàn quốc anh ạ. Có giao toàn thế giới không? À thế giới hả? Thế giới thì có một số quốc gia thì nó bị cấm không 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 cho xuất vào vì ở đó họ đã có sẵn. À dạ, có những quốc mà sản xuất 2024 luôn. Sản xuất 2024. Nhất là 2190. 2190, 59 kW. Là 90 mã lực. 90 mã lực. À động cơ 4 máy. Động cơ 4 máy. À heo của nó là heo Boss. À heo của Hàn Quốc. Boss. Dạ, Boss của Đức. À made in India. India cái này sản xuất ở Ấn Độ. À Ấn Độ. Thương hiệu của Đức. Coi trên mấy cái video coi. 4430 BKT Ấn Độ. Có thêm cặp quả tạ. Vỏ trước là TR135 12424. Lên phiên không cung? Dạ. Lên phiên không? Dạ con bắt cỡ em chú. Cỡ gái nó theo. À. Quá là đẹp. Miếng chiếu hậu đầy đủ. Rồi. Con này mình báo giá rồi đúng không? Dạ 609 triệu ấy nhỉ. À 609 triệu ra là con kia đó hả? Dạ. Đúng cái con đó đúng không? Là một chỗ cả đó, là một loài cả đó. À, một loại á. Dạ. Cái này thì giờ hiện tại các đơn vị cao su họ dùng nhiều. À. Tập đoàn cao su họ dùng nhiều cái loại này. Đúng rồi, tại vì ngày xưa cao su là đa số dùng dết qua không ạ? Dạ dạ dạ, dết tới hồi xưa xong rồi bắt đầu họ chuyển qua dùng MT dết. Đúng xong rồi. Rồi bữa nay thì họ lại dùng loại này. À. Dạ, loại này thì cái trọng tâm của nó thấp hơn cái thằng Belarus. À. Nên là họ thích loại này vì đi cày đi kéo nó đỡ nguy hiểm hơn, đỡ lật hơn. Cái độ cao nó cao, dạ, nó dạ. Vừa phải. Dạ. Rồi ok anh, mình tiếp tục. Dạ. Gì anh nữa? Anh chị cô chú nào mà muốn hiểu sâu về những cái máy này, tìm hiểu sâu về cái máy này thì anh chị cô chú có thể vào kênh YouTube 5 máy cày để xem những cái máy này, biết được cái thông số kỹ thuật của nó nhá. Rồi còn nếu muốn mua thì gọi số điện thoại 0932 567 969. Rồi lên đây luôn, sẵn đây luôn. Tầng nào ra tầng đó luôn. À rồi ok. 295 295 93 mã lực. Hatta này là của Ấn Độ hả? Hatta này thương hiệu của Thổ Nhĩ Kỳ. À Thổ Nhĩ Kỳ. Dạ vâng. Thằng này cũng giống thằng Mercedes này nè. À nó là
nó với mặt xây là chung, là chung một loại, một hãng luôn, một hãng luôn, một mô đen, một hãng, nhưng mà cái với cái thương với cái mô đen mà đầu vuông như này á thì thằng Hattat, thương hiệu Hattat nó mua lại luôn, mua lại cái công nghệ, mua lại dây chuyền luôn. Nó sử dụng động cơ Pekin diesel vậy. Dạ. À, như vậy là nó cùng chung với kia rồi. Dạ đúng rồi. Như chiếc này thì bây giờ giá nó nằm khoảng bao nhiêu mã lực? Như chiếc này là 93 mã lực anh. 93 mà giá nó tầm khoảng bao nhiêu? 93 mã lực như chiếc này, cabin điều hòa chiếc này là 998 triệu. À, 998 triệu. Dạ, 95 mã lực. 998 triệu. Là 993 mã lực. Triệu. Một mã lực là 100 là 10 triệu. Giá lực là 10 triệu. Giá quý ra vậy luôn hả? À, mã lực 10 triệu. 10 mã lực là 100 triệu. Giống 10 mã lực. Một mã lực là một con ngựa đấy. À, đúng rồi. Rồi. 998 triệu. Còn 95 mã lực. Chiếc này cũng vậy, chiếc này 93 thôi, đó là 93. Sao vậy? Thì cái những cái thằng tư bản là cái mô đen đó, nó cái công suất nó khác với là cái số ở trên đó, nó đó. Nó là 93 mã lực. Dạ, 93 mã lực. 93 mã lực. Mà 990 ha, một ngựa hơn 10 triệu. À. Như chiếc này là 205S. S là gì? 82 mã lực. S là gì? S là cái mô đen của nó thôi. S là S nó phải có một cái gì đó chứ. Dạ vâng, đúng, nó có thay đổi, thí dụ như super, thí dụ như hoặc là cabin, và nó có gì thay đổi. Dạ, về cái ad này thì em cũng rõ là nó model như nào, nhưng mà nó chứ về Việt Nam mình đây thì chỉ có loại này. À, chiếc này là 82 mã lực. À, dạ. 82 mã lực, như con này 285, con này là 898 triệu. Thua con kia 100 triệu, con kia là 998, con đây là 898. Một mã lực nó cũng hơn chục. Hơn đó đó. Ừ. Chiếc này cũng vậy, chiếc này cũng 93 mã lực. 295, à con này là 93 mã lực đúng con kia. Dạ. À Hattat. Ở để sẵn đây mình coi cabin của Hattat luôn. Coi cabin con này cái lên anh lên quay cho khán giả xem. Trời. Hattat này có vẻ là nó làm, có vẻ là nhìn nó đẹp dữ nha. Dạ chắc chắn nữa. Ồ, nó giống như của thằng Hàn Quốc vậy đó. Wow, quá đẹp. Có một ghế phụ ngồi nữa. À như vậy là cái này nó thêm cho bà vợ đi một bên nữa nè. À đó đó, có phụ ngồi kế bên để mà kiểm tra luôn nè. Dạ. Kiểm tra để thu tiền luôn đó. Cái này số nó số cơ đúng không? Dạ, số cơ. Thằng này thì số cơ. À, còn thằng Zetor kia thì lấy số điện. Dạ, Zetor thì lấy số điện. Zetor mà 120 mã lực số điện. Cái này cơ hết mà, kể cả máy lạnh đồ cũng cơ nè. Cơ hết. Dạ, cơ. Ừ, cơ. Hát. Cái này nó giống một mạch xây. Dạ, đúng rồi đó. Nó là mấy cái mạch xây mà của một số khách họ sử dụng mà cái hàng cũ trước á, là nó là đầu vuông giống thằng này đấy, là nó là bột đó. Phụ tùng của nó là nó cũng nó hao với nhau cả. Bạc tin mà. Dạ. Bạc tin bao vờ bạc tin thì bao vờ là bộ nguồn á. Ừ. Nó là bạc tin. Là động cơ đấy phải không? Ờ đúng rồi. Thì cái trong cái xe cái động cơ là bộ nguồn gì đó. Dạ. Con remote giống con kia hả? Con Jetter đó là giống con ngoài. Anh quay phía sau cho khán giả xem phía sau anh này. Xem đít mông rồi đúng không? Dạ. Wow, y chang mạch xay. Dạ. Y chang luôn. Mấy cái cầu rồi y luôn, thứ luôn. Dạ dạ. Ừ, y chang. Có cái này thấy khác hết. Cái này là cái thanh dăng, cái thanh treo ở trên mà nó bằng thủy lực. Nó điều khiển bằng thủy lực có thể đẩy ra kéo vô được. Thay vì của mình bằng vặn. Đúng rồi. Cái này như máy này là nó có cái tí phù luôn này. Nó có tí thủy lực phù này. Tí đó để nâng phù. Nâng phù cái thanh này này. Không. Cân bằng chứ. Cân bằng gì? Cân bằng cabin hả? Không, để chống giật chứ, hay là nâng phụ. Đây nó nâng phụ. À nó nâng chính chứ, nâng phụ. Dạ. Gì? À nó nâng luôn. Nâng chính của nó là ở trong nắp rua rồi. Đây. Nâng chính là ở bên trong cái tay sách trong rồi, nhưng mà ra đây nó còn phải ngoài nè. Phải không? Hay là đúng rồi đó. Hay là nó là dạng mà để chống sốc. Dạ không, nó là nâng luôn, nó đóng mua một cái trong. Dạ. Quá đẹp. Có đèn cấp cứu nữa. Đèn ưu tiên. Cấp tốc. À, đèn ưu tiên. Dạ. 40 km/h. À, quên chiếc cái lô này mình chưa quay cái cabin. Con quay cabin này cho bà con coi nè. Cái Jetter này. Nó báo giá chiếc này luôn.
Giá tơ này 950 triệu đấy, dòng chiếc bên ngoài đó. Nhưng mà người ta đâu coi video đó. Đúng rồi. Đây 950 triệu. Cái này là số điện nha anh nhá. Số điện. Dạ, nâng nhẹ lên. Đó. Lên xuống bằng điện. Giống như ô tô đời mới vậy đó. Dạ, pin dạ. Lượng chất lượng quá ha. Dạ. Cũng có mụ vợ ngồi vậy. Đúng rồi, có. Còn mụ vợ ngồi vậy. Cái này 950 triệu. Dạ. Ô tô mà tiếp. Rồi quên. Rồi. Tiếp 120 mã lực. Cái đây 4-6-18-5-R-34 của Cộng Hòa Séc luôn. 18-4-4-4 Cộng Hòa Séc luôn. Dạ. Ít của nó đây. Không rồi phải không? Dạ. Ít kế bên cũng vậy đúng không? Chiếc này 140 mã lực này. Chiếc này 398 H8. Ủa nó chạy đâu vậy? Cho lên lâu. Hỏi ra chiếc này 998 là bao nhiêu mã lực? 101. Giá của nó là 1 tỷ 065 triệu. 1 tỷ 065 triệu. 140 mã lực. 101 mã lực. 1 tỷ 065 triệu. Dạ. Vậy 1 mã lực chưa tới 10 triệu. Mua càng to thì càng rẻ. Giống như mình mua đất vậy đó. Mua lô nhỏ thì đắt, mà nhưng mà mua lô to thì nó lại được giá khác đúng không? Dạ. Rồi. Dạ. Ok, giá toa này nãy mình báo giá cho ta 950 triệu đấy. Rồi, ô thì kim kê. Dạ, ôi, dạ. Anh em nào có nhu cầu thì hãy gọi số điện thoại 0932 567 969. Rồi. Đó, hoặc là gặp năm máy cây. Hoặc anh chị cô chủ nào mà cần tìm hiểu sâu về cái thông số kỹ thuật của những cái máy này thì có thể vào kênh YouTube năm máy cây để xem chi tiết các cái máy này nhá. Rồi, ok, cảm ơn anh chị cô chủ rất là nhiều.